Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần tiếp theo, đó là Unit 2 In and Around the Hospital. Ở bên trong và xung quanh của bệnh viện. Trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ làm quen với một vài thiết bị mà thường được dùng trong y tế. Có thể nhìn trên hình và chúng ta sẽ đoán xem thiết bị đó là gì. Có thể chúng ta biết cái nghĩa của nó bằng tiếng Việt mà nghĩa bằng tiếng Anh liệu là chúng ta có nắm hay không. Và sau đó thì mình sẽ xem thử là mỗi cái thiết bị đó nó sẽ được dùng để làm gì. Ở trong sách của mình thì nó có một cái phần ví dụ. Chẳng hạn như trong sách của mình, example, I think this one is for measuring a patient's heart rate. Tôi nghĩ rằng dụng cụ này được dùng để đo nhịp tim của bệnh nhân. Thì mình có thể thấy ngay là thiết bị nào để đo nhịp tim của bệnh nhân đây? Đây. Or maybe it's for monitoring brain activity. Hoặc là nó được sử dụng để đo những cái hoạt động não. Tức là mình nhìn vào một cái hình ảnh đó, mình chưa chắc là mình đã biết đó là thứ gì. Chúng ta có thể pause video lại, sau đó tự trả lời trước khi chúng ta đến với phần đáp án. Và sau đây sẽ là phần đáp án. A. An ECG. Được gọi là điện tâm đồ, dùng để theo dõi các hoạt động của điện tim. B. A microscope. Kính hiển vi, được dùng để xét nghiệm các cái mô hoặc là mẫu vật vân vân. C. A centrifuge. Là máy ly tâm, được dùng để tách các chất bằng cách quay chúng. D. Scales. Là những cái cân và được dùng để đo các cái chất. E. An exercise machine. Một máy tập thể dục. Nó sẽ giúp chúng ta hồi phục sức lực sau khi mà bị chấn thương. F. A bone plate. Chúng ta gọi cái này là nẹp xương. Mình có thể thấy ở trong hình. A bone plate. Yeah. Nẹp xương. Được dùng để mà mình điều chỉnh lại một cái phần xương bị gãy. G. A dermabrader. Thiết bị này được gọi là thiết bị mài mòn trên da và nó sử dụng để loại bỏ cái vùng da mà bị hỏng. H. Dialysis machine. Đây là máy lọc máu và nó được dùng để lọc cái máu của chúng ta khi mà thận của mình không làm việc. I. Neurological pinwheel. Chúng ta có thể gọi cái này là bánh răng chẩn đoán thần kinh. Nó được dùng để kiểm tra những cái sensation, có nghĩa là cái sự cái cảm giác của chúng ta, cảm giác thần kinh của mình. J. A pediatric spoon. Là muỗng dành cho trẻ em. Thì đây là một loại muỗng rất là đặc biệt để cho trẻ em nó ngậm. K. A scalpel, là dao mổ, được dùng trong các cái cuộc phẫu thuật. L. An x-ray machine, một máy đo, một máy chẩn đoán X-quang. Thì nó sẽ được dùng để chụp cái hình ảnh của xương. Chúng ta qua phần tiếp theo là phần từ vựng. Bài này muốn hỏi chúng ta là departments, có nghĩa là cái khoa nào trong bệnh viện nó sẽ... For example, one dispenses medicines, là nó phân phối thuốc. Thì mình có thể thấy ngay người ta trong một ví dụ, đó là E pharmacy, dược, thì sẽ phân phối cấp phát thuốc. Number two, treats kidney diseases, chữa những cái bệnh về thận. Mình có thể thấy là renal unit, tức là phần D.
Renal có nghĩa là thuộc về thận nhé. Three, specializes in pregnancy and birth. Nghĩa là chuyên về pregnancy là mang thai, sinh nở, và and birth là sinh nở. Thì nó sẽ thuộc về khoa K, obstetrics, sản khoa. Studies uses and analysis samples, nghiên cứu về những cái loại bệnh và phân tích những mẫu vật. Chúng ta biết ngay đó là A, pathology, khoa bệnh học. 5. Treats diseases of the skin, chữa những bệnh về da liễu của mình. Đó sẽ là I, đó là khoa da liễu. Dermatology, performs operations on patients, tức là phẫu thuật cho bệnh nhân. Phẫu thuật cho bệnh nhân chúng ta có thể suy ra ngay đó chính là L, surgery, ngoại khoa. Design special exercises for patients, thiết kế những cái bài tập đặc biệt dành cho bệnh nhân. Mình có thể hiểu trong trường hợp này chính là vật lý trị liệu, physiotherapy. C, studies blood disorders, người ta nghiên cứu về những cái rối loạn về huyết học, đó chính là khoa huyết học. J, hematology, treats bones, điều trị xương, xương khớp. Thì chúng ta có F, orthopedics, là khoa chấn thương chỉnh hình. Specializes in the heart, chuyên về tim mạch, chúng ta có khoa tim mạch. Cardiology, chữa trị cho các cái bệnh nhi, chúng ta có H, pediatrics, khoa nhi. Treats disorders of the nervous system, chữa các cái chứng rối loạn của hệ thần kinh. Mình sẽ có đáp án cuối cùng, đó là G, neurology, có nghĩa là khoa thần kinh. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ tiếp theo của bài 2 này, chúng ta hãy nối những cái khoa mà chúng ta vừa mới điền ở đây vào trong một nối với một trong số những cái thiết bị ở trong phần strap up, là phần mà chúng ta vừa mới đi qua vừa nãy, là chúng ta có học về những máy như điện tâm đồ rồi kính hiển vi vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn ngược lại trên đó, mình sẽ mở sách tâm nhìn ngược lại trên đó và mình nối. Ví dụ như câu số 1, cấp phát thuốc thì nó sẽ đi với scales, có thể đo được những chất. Treat kidney diseases, chúng ta đi với H. H có nghĩa là máy mà dialysis machine, máy lọc máu khi mà thận không hoạt động. H ở đây em nhé. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo. Specializes in pregnancy and birth. Nếu mà mình chọn cái này là khoa, sản khoa, thì nó sẽ đi với máy là D, tức là cũng liên quan tới trẻ con, rồi nói chung là liên quan tới thuốc thang. Khi mà nói về cái con này, tôi sẽ vẫn chọn là D. Four, nếu mà mình chọn khoa này là khoa bệnh học thì mình sẽ có B và D, tức là máy gì nhỉ? B là máy B là kính hiển vi và D cũng là scales giống như vừa nãy. Về da liễu thì chúng ta có G, tức là máy thiết bị mài mòn trên da, dermabrader đây G. Mổ L, mình sẽ có máy K, có nghĩa là dao mổ, scalpel. Chấn thương chỉnh hình thì mình sẽ có máy E, an exercise machine. Rồi, về huyết học thì mình sẽ có C, là máy ly tâm. Và F, dành cho số 9, tức là máy F là chúng ta có cái nạc xương các em. A bone plate, có thể thấy ở đây, nạc xương nhé. Rồi, về tim mạch thì mình cũng vẫn sẽ có D, cái dính tới thuốc thang này kia.
thuốc dành cho bệnh nhân ấy, thì mình sẽ có cái scale để mà mình cân cái lượng cho nó phù hợp bao nhiêu gram đó. Đối với bệnh nhi thì mình sẽ có máy tray là pediatric spoon để cho các em ngậm, và trough là eye, có nghĩa là bánh răng chẩn đoán thần kinh để dùng điều trị cho những rối loạn về hệ thần kinh, disorders of the nervous system. Bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo là pronunciation, và mình sẽ phải xác định được dấu nhấn ở trong một cái từ nào, nhất định nào đó. Chẳng hạn như cái số 1 mà chúng ta sẽ đọc là cardiology. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái âm cái từ này nó có 5 5 cái âm tiết, 1 2 3 4 5, và cái âm tiết mà nó nhấn vào sẽ là âm tiết thứ ba, và mình sẽ đọc là cardiology. Khi chúng ta nhấn vào một âm tiết thì thường sẽ giống như có một dấu sắc ở trên âm tiết đó. Những cái âm còn lại mà không được nhấn thì thường nó sẽ có xu hướng đi xuống. Chẳng hạn như cô sẽ đọc là cardiology, cardiology, cardiology. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái đoạn băng, và sau đó chúng ta xác định là mình sẽ nối các cái số này với cái mục nào tương ứng. Các bạn nhớ là nếu mà cái A này 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì tức là có 6 âm tiết, và chúng ta sẽ phải nhấn vào cái âm tiết số 4, tức là sẽ giống như có dấu sắc ở trên đầu của âm tiết số 4 này. Âm tiết không phải là theo cái cách viết mà là theo cách đọc của mình. Unit 2. Pronunciation. 1. Cardiology. 2. Pharmacy. Rồi, chẳng hạn mình đọc là pharmacy. Pharmacy thì mình biết ngay sẽ nối với cái gì nhỉ? C đúng không? Pharmacy. Nhớ cái vợ 1. Tiếp theo. 3. Gynecology. Gynecology. Gyne là hai âm nè. College là ba âm còn lại. Nhưng mình nhấn vào cái âm này, vậy thì mình sẽ phải tìm cái từ nào mà nó có 5 âm tiếp và nhấn vào cái âm thứ ba. Đó chính là D. Cũng giống như thế này. Gynecology. 4. Neurology. 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 1, 2, 3, 4 và nhấn vào âm thứ hai. E. Neurology. 5. Obstetrics. 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 Ở đây mình có 3 âm và nhấn vào âm thứ hai. G. Obstetrics. 6. Orthopedics. 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 1, 2, 3, 4 và nhấn vào âm thứ 3. Orthopedics. Ok. 7. Pediatrics. Pediatrics. 1, 2, 3, 4 nhấn vào âm thứ 3. Cũng giống, cũng là F luôn. 8. Pathology. Pathology. Pathology nhấn vào âm 2 và có 4 âm tiếp. E. Pathology. 9. Dermatology. Dermatology. Derma hai âm này. Thology số. 10. Physiotherapy. Physiotherapy. Physio là ba âm, therapy ba âm còn lại phải nhấn vào cái âm thứ tư này, chắc chắn nó sẽ là A rồi. Physiotherapy. 11. Renal unit. Renal unit.
renal unit, 银河 mô. Và cuối cùng, 12. Surgery. 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 Ba âm là những âm một. C. Ok. Và các bạn có thể thấy là cái nguyên tắc mà cho chúng ta dễ nhớ nhất là ví dụ như cái âm này nó có o chi ở đây á, thì nó sẽ thường là nhấn vào cái âm trước đó. Ví dụ cardiology. Tức là mình hiểu nếu mà cái đuôi của nó là o chi như thế này thì nó sẽ nhấn vào âm cái nguyên âm trước đó. Gynecology, bởi vì đằng sau này là ở chì nè, cho nên sẽ nhấn vào phía trước nè. Neurology, ở chì nè, nhấn vào ở nè. Pathology, ở chì cho nên thoát lên nè. Dermatology, rất là đơn giản nếu chúng ta để ý. Ta qua phần tiếp theo là phần ngữ pháp. Các dưới từ chỉ về nơi chốn và sự chuyển động để miêu tả một nơi mà cái gì đó đang ở cái vị trí của một cái gì đó, và chúng ta sử dụng những cái giới từ chẳng hạn như là in là bên trong, on là phía trên, on top of là phía trên cùng của, at the top of, at the bottom of. At the top of cũng giống như on top of. At the bottom of có nghĩa là ở dưới đáy của, inside là phía bên trong, và outside ở phía bên ngoài, near gần, next to ngay kế bên, by cũng là gần luôn, in front of là đối diện, behind là sau, opposite là đối diện, under là dưới, dưới nhưng mà cách một cái khoảng cách, over là ở trên và cách một cái khoảng cách nhất định chứ không có sát. Nếu mà mình nói ở trên mà nó sát nhau, chẳng hạn như là cô để một cái bút chì ở trên một cái bàn thì cô sẽ nói là the pencil is on the table, là cái bút chì nó chạm hẳn vào cái bàn. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng từ over thì nó sẽ có một cái khoảng cách nhất định. Chẳng hạn như mình để một cái giá sách ở phía bên trên một cái bàn và nó không chạm vào cái bàn, mình sẽ có thể nói the bookshelf is over the table. At là ở ngay tại cái vị trí đó, chưa chắc là mình đã đi vào bên trong, nhưng mà mình chỉ nói chung chung là ở cái vị trí đó. On the left, ở bên trái. On the right, ở bên phải. Và chúng ta có một số câu ví dụ, chẳng hạn the shops near the entrance, on the right reception. Cái cửa tiệm nó ở gần cái lối vào, ở bên phải của cái quầy lễ tân. Ví dụ mà mình dùng on the right thì mình sẽ phải có of nếu như mà đằng sau mình có một danh từ, còn nếu mà mình không có gì đằng sau này hết, mình chỉ nói ở bên phải, ở bên trái thôi, thì mình có thể chấm ngay ở đây. The toilets are at the bottom of the stairs on the left. Toilet ở phía cuối của cầu thang, ở phía bên tay trái. Chẳng hạn như trong trường hợp này mình sẽ không có cái gì đằng sau với tay trái cả, thì mình sẽ không có ở, cũng không có danh từ, mình sẽ dừng ngay ở chỗ on the left. Để nói về sự chuyển động, chúng ta dùng những giới từ chẳng hạn như up, lên, down, xuống, into, đi vào trong, out of, đi ra khỏi, away, ra khỏi, from, từ, to, đến, through là xuyên qua, across, băng qua, along, dọc theo, past, băng qua. Cái từ mà through và cái past này nó dễ lộn với nhau. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái hầm Hải Vân, thì mình sẽ, nếu mà mình chui hẳn vào cái hầm Hải Vân đó, mình đi qua từ đầu này qua đầu khác thì mình gọi là go through. Còn past ở đây chẳng hạn như bây giờ mình muốn đến một hiệu sách và mình phải băng ngang qua một cái ngân hàng chẳng hạn, tức là mình vượt qua mặt của cái ngân hàng đó, mình cứ đi thẳng rồi mình đến hiệu sách, thì mình sẽ dùng từ past. Back to, quay trở lại, tức là quay trở lại cái điểm xuất phát của mình. Around là xung quanh, left là bên trái, right bên phải. Hãy đi xuyên qua cái cửa, swing doors, ở đây mình hiểu là cái cửa mà nó có thể xoay được. Khi mà mình bước vào bên trong của một cái tòa nhà nào đó, mình nếu mà mình muốn biết cái từ swing door, cái cửa này nó như thế nào, thì rất là đơn giản. Tôi sẽ bày cho các bạn, mình chỉ cần lên Google, mình bấm swing door. Mình chọn images. Swing doors. Okay. Như thế này. Các bạn có thể thấy cái cửa như thế này nè. Nó xoay và nó không có cố định. Alright.
Rồi. Mình đi tiếp. Đi băng qua cái cửa xoay, rẽ trái, dọc, đi dọc theo hành lang. Và cái quầy coffee ở phía trước mặt của bạn. Những giới từ chỉ sự vận động thì được dùng với những động từ chỉ hoạt động, chẳng hạn như go, come, take, push, carry. Go là đi, come là đến, take là lấy, push là đẩy, carry là mang vác. Can you take these files back to the office, please? Bạn có thể đem những cái hồ sơ này quay trở lại văn phòng được hay không? Đó. Thì tức là bạn đi từ văn phòng đến và bây giờ bạn đến gặp tôi bảo là bạn hãy đem cái hồ sơ này quay trở lại văn phòng của bạn. To get from here to surgery, you have to wheel the trolley through three words. Để đi từ đây cho đến ngoại cái khoa ngoại thì bạn sẽ phải đẩy cái xe đẩy băng qua ba cái khoa nữa. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái không gian mà chúng ta đang đi thì nó sẽ rất là dễ nhớ. Rồi giới từ chỉ nơi chốn, chúng ta sử dụng những giới từ để miêu tả cái vị trí của một người nào đó hoặc là một ai đó, thì cái này nó cũng tương tự giống như vừa nãy, nó chỉ có khác là nó chẳng hạn như in front là đối diện, behind là đằng sau, opposite là cũng là đối diện luôn nhé. Rồi the stairs and either the reception, cái cầu thang thì nó gần với chỗ quầy lễ tân. Thì sau cái này mình không có thể chấm hết mà mình phải có một cái danh từ nào đó để cho nó làm cái hệ quy chiếu. You find the restaurant on the ground floor. Bạn sẽ thấy cái nhà hàng ở trên, ở cái tầng trệt á. Khi mà chúng ta nói ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì chúng ta sẽ phải dùng giới từ on. Ở đây là mặc định, chúng ta phải nhớ. Giới từ chỉ hoạt động, chúng ta sử dụng những giới từ sau để miêu tả những hoạt động. Cũng tương tự như vậy, với các giới từ chỉ hoạt động, chúng ta sử dụng các động từ chẳng hạn như bring là mang theo. Mang theo, chẳng hạn như bây giờ cô đi du lịch, cô mang theo rất là nhiều tiền, thì cô sẽ dùng từ bring. Carry thì là có thể hiểu như là mang vác, ví dụ mang vác hành lý. Get, go, push, run, take and walk, rất là dễ. You walk through orthopedics to get to the exit. Walk through ở đây mình hiểu là đi băng qua. Đi băng qua nhé. Đi băng qua cái khoa mà chấn thương chỉnh hình đó, là để đến được cái lối ra. The porter brought the wheelchair up to the ward. Porter là cái người mà chuyển bệnh nhân hoặc là những thiết bị y tế ở trong khuôn viên của một bệnh viện. Người ta đã mang xa lăng mang lên phía trên cái khoa đó, thì tức là mình hiểu là cái khoa này nó đang ở phía trên của cái người porter này nhé. Rồi go up to the third floor, hãy đi lên và vào cái tầng 3. Ward 6 is opposite the lift. Kho 6 thì nó đối diện với thang máy. Ở đây mình có thể hiểu người ta cho mình cái chữ go up to là thể hiện movement, sự di chuyển, và opposite những cái dưới từ như thế này thì sẽ là chỉ về nơi chốn. Các bạn nhớ một lần nữa, chúng ta nhìn một lần nữa, chúng ta sẽ nhớ đây là dưới từ chỉ nơi chốn, tức là chúng ta so giữa vật này và vật khác thì nó sẽ bên trái hay bên phải, ở trên hay ở dưới cái vật đó. Còn những cái dưới từ chỉ hoạt động thì nó sẽ mang cái hướng, nó mang cái nó chỉ cái hướng đi, dọc theo, lên rồi xuống, rồi đi vào rồi ra khỏi, và nó thường phải kết hợp với những cái động từ như thế này. Cái động từ mà chỉ hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập. The toilets are, vừa nãy cô mới nói là nếu mà tầng nó thì chúng ta sẽ phải dùng giới từ on. Bên cạnh hoặc là gần, hoặc là by reception, next to reception. Tôi luôn giữ một cái bút ở trong cái túi của tôi, chúng ta có từ in. Hãy nhấn cái nút mà bên gần cái giường của bạn hoặc là phía trên giường của bạn nếu như bạn cần y tá. I put your bag over your bed, tức là tôi sẽ bỏ cái cặp của bạn lên trên cái giường
và ra khỏi cái lối đi. The restaurant's at the top of the building. Nếu mà mình dùng on chỗ này thì nó sẽ không có the. Và nếu mà ở đây có the thì chắc chắn nó sẽ là at. Reception is by the main entrance, next to the main entrance. Entrance là cái lối vào. On the left. Bạn có thấy cái cửa đằng kia không? Chỗ để xe, chỗ đậu xe ô tô thì ngay ở phía ngoài đó. Thế là mình hiểu outside này là phía bên ngoài mà nó không cần. Nó có thể đi với một danh từ hoặc không. He's on Ward 3. He's in Ward 3. At the end of this corridor, ở phía cuối cùng của cái hành lang này. Thì riêng cái bài về giới từ này thì chúng ta rất là dễ nhầm. Nó không phải là khó nhưng mà rất là dễ nhầm. Vậy thì chúng ta sẽ chú ý một chút để mình làm bài tốt hơn nhé. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ phải gạch chân những cái giới từ phù hợp. Walk through reception, giống như vừa nãy. Take the lift to the third floor. Go along this corridor, đi dọc theo hành lang này. On the left. If you go through, vì cái cửa mà cửa xoay nên mình phải đi xuyên qua nó. At the bottom of the stairs. Và đi xuống hết cái cầu thang rồi thì nó mới có cái toilet. Physiotherapy is opposite this department. So just go across the corridor. Go past the restaurant. Take the stairs up to the second floor. And the ward is opposite the lift. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải xem. Mình sẽ xem một người làm đọc cái trang 14 và một người còn lại thì sẽ đọc trang 112. Các bạn có thể dỡ ngay ra cái trang đó. Và đây show cái hình ảnh ở trang 14 và trang 112. Thì nó cũng giống như một cái game thôi. Là chúng ta xem thử sẽ khác biệt giữa hai cái bức tranh này và mình sẽ phải miêu tả ra bằng những cái câu nói. There's a jug on the floor. There's a pot on the floor. Và mình có thể thấy này, jug là cái bình nước mà nó có cái quai như thế này. A pot là cái này. There's a jug and a bowl on the bedside cabinet. Ở bên cái bedside cabinet là cái tủ mà bên cạnh cái giường á. Mình có a jug. Jug là cái này. Bowl là một cái tô, một cái chén. Ở đây nó cũng có một cái tô nhưng mà nó không phải là cái jug mà là một glass, một cái ly on the bedside cabinet. Cái tay cầm, the handle is on the patient's right. Nó nằm ở ngay phía bên phải của bệnh nhân. Còn đây là the handle is on the patient's left. Nó ở phía bên trái của bệnh nhân. Nó khác nhau. The cabinet is closed. The cabinet is open. Ở đây thì cái cabinet, cái tủ này được đóng lại và cái này thì nó bị mở ra. The wall lamp is switched on. Đèn ở trên đường thì đang được bật. Ở trong shop mình thì rất là khó thấy. Nhưng mà nếu mà mình xem cái video của cô thì mình sẽ thấy ở đây nó có cái ánh sáng này. Tức là nó đang được bật, switch on. Mình có thể dùng turned on và switch off hoặc là turned off là tắt. The wheelchair is folded up. Cái xe lăn ở đây thì nó được gấp lại. Còn cái này thì nó bị mở ra. The wheelchair is opened out. The curtain is fully drawn across. Cái rèm này nó được kéo căng hết cỡ. Còn đây thì nó chỉ bị kéo có một nửa thôi. The curtain is half drawn across. Bandages on the bottom shelf of the trolley. Những cái bandages là những cái băng gạc đó, thì nó ở cái giá mà giá dưới của cái xe đẩy này. Còn đây là there are syringes and scissors. Có xi lanh nè, có kéo nè, syringes nè, scissors nè, on the bottom shelf of the trolley, ở phía cuối của cái xe lăn xe đẩy.
Ở đây thì mình thấy là cái đây là bottom shelf, còn đây là top shelf. Thì có một cái thuốc, có những cái loại thuốc ở phía ở cái giá trên của cái xa đẩy. Còn đây thì không có thuốc mà sẽ có sheets. Sheets này là những cái tấm ga trải giường ở phía trên của cái trolley này. Đây thì y tá là đang đo huyết áp cho bệnh nhân. À. Còn đây y tá đang đo nhiệt độ cho bệnh nhân, sử dụng cái nhiệt kế này. The nurse is wearing a job watch, a fob watch, sorry. Y tá đang đeo một cái đồng hồ để đo. Còn the nurse isn't wearing a fob watch. Đây nè, có một cái đồng hồ ở đây nè. Rồi, there aren't any crutches next to the bedside cabinet. Không có cái nạng nào ở bên cạnh cái bedside cabinet cả. Còn ở dưới này thì có những cái nạng. Rất là dễ thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ phải tiếp tục. Mình sẽ nghe cái phần tiếp theo. Mình hãy nghe những người này đưa ra những cái chỉ dẫn. Hãy nhìn vào các cái bức hình ở trang thứ tư và thứ năm cùng một lúc. Sau đó nối những cái đoạn hợp, nối mỗi đoạn hợp thoại với một bức tranh tương ứng. Thì các bạn có thể thấy ở trong sách của mình đó, thì cái phần listening one này mình có thể thấy là người ta cho mình ba cái bức hình. Hình một cái ông già đang làm gì đấy. Đây có một cái xe lăn. Còn ở đây thì máy tính và người ta đang giống như là đang vận chuyển của gì đó. Thì nhiệm vụ của mình là xem là những cái người này là đang chỉ đường để đến đâu. Và sau đó bài số 3 thì mình sẽ phải cố gắng điền vào những cái từ còn thiếu ở đây khi mà mình nghe cái đoạn hội thoại. Thì trong video này thì cô sẽ chỉ cho các bạn nghe một lần mà thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nghe lại thì các bạn có thể tua cái video lại phía trước một chút xíu. Bây giờ cô sẽ mở file nghe một lần, sau đó chúng ta sẽ sửa luôn bài 1 và bài 2. Các bạn nào mà nghe chưa được thì có thể là tua lại video của cô một chút xíu. Unit 2. Listening 1. Directions. 1. Go out of here and the door you want is just opposite. Go in through the door and give your prescription to the man behind the counter. So it's just outside here? Yes, just across the corridor. 2. Go into the hospital through these swing doors. Go along the corridor, take the first right, and it's the second door on your left. Through the swing doors, down the corridor, first right, second left. That's it. Thanks. 3. Go along this corridor and turn left at the end. Go along the next corridor, take the second left, and go all the way along that corridor. The ward you want is right at the end, straight in front of you. Rồi, chúng ta đã nghe xong, bây giờ mình sẽ sửa. Các bạn có thể dừng video lại hoặc là tua lại nếu mà mình nghe vẫn chưa được. Sau đó chúng ta sẽ đến với phần đáp án. 1A. Tức là cái người số 1 là đang ở cái bức tranh A. Người số 2 là bức tranh C. Người số 3 là bức tranh B. Và những người này đang chỉ dẫn đến số 1 thì chỉ đến hiệu thuốc khoa dược. Thuốc physiotherapy, chấn thương chỉnh hình, obstetrics, sản khoa. Rồi chúng ta sẽ được nghe một lần nữa và làm cái bài này, sau đó chúng ta sẽ qua phần test script. Unit 2. Listening 1. Directions 1. Go out of here and the... Cô sẽ mở cái băng nghe lại.
Unit 2. Listening 1. Directions. 1. Go out of here, and the door you want is just opposite. Go in through the door and give your prescription to the man behind the counter. So it's just outside here? Yes, just across the corridor. 2. Go into the hospital through these swing doors. Go along the corridor, take the first right, and it's the second door on your left. Through the swing doors, down the corridor, first right, second left. That's it. Thanks. 3. Go along this corridor and turn left at the end. Go along the next corridor, take the second left, and go all the way along that corridor. The ward you want is right at the end, straight in front of you. Thank you. Okay, this is a bài này. Unit 2. Listening 2. The porter's office. Các bạn có thể so sánh với những đáp án mà mình vừa mới làm, xem mình đúng được bao nhiêu câu. Sau đây là tape script của bài này. Nếu một phần nào mà mình chưa có hiểu thì mình ghi chú lại những cái từ mà mình không biết á, vào trong vở của mình và mình tự tua video lại để mình nghe. Bây giờ chúng ta qua phần writing. Giving directions via email. Và chúng ta phải đưa ra chỉ dẫn thông qua email. Chúng ta phải nhìn vào sơ đồ này. Leave the railway station at the main entrance. Railway station. Rời khỏi. Thông qua cửa chính. Rẽ đi đâu đó và đi dọc theo Station Street. Mình sẽ phải rẽ vào đâu để đến được CT Hospital Reno Unit. Reno Unit ở đây thì mình sẽ phải rẽ hướng nào nha các bạn. Chúng ta sẽ phải rẽ phải. Và đi dọc theo Station Street này, đi khoảng 100 mét nữa, go gì đó, đến cái đường mà số 45 bus stop ở đây, gọi là go across the road, tức là mình phải băng qua đường. Ở đây, take the bus to the hospital, mình tới cái chỗ bus stop này, mình băng từ cái đường bên này qua bên này, rồi mình đi xe buýt đến bệnh viện. Get off the bus opposite the hospital. Hãy xuống xe buýt và đối diện ngay với cái bệnh viện. Là mình đi từ đây đến đây nè. Walk gì đó. Byron Avenue ở đây. Walk along Byron Avenue. Nếu mà mình sẽ phải đi dọc ở đây để mình tới đây đúng không? Mình đi dọc ở đây mình có thể nói là walk along hoặc là walk down Byron Avenue and take the first left. Mình đi dọc vào đây thì cái bên trái mà cái số thứ nhất á, thì mình sẽ phải đi vào đây. The door to the Reno unit is on your... Lúc này mình đang đứng ở vị trí này thì cái cửa mà vào Reno unit thì ở phía bên tay phải của mình. The Reno unit is next to the hospital research library. Reno unit thì nó sẽ kế bên cái thư viện nghiên cứu của bệnh viện. Đây, cái này nó next to cái này. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đọc và xem thử là những câu này là đúng hay là sai. Cô sẽ dịch sơ qua cho các bạn. I'm the head porter in this hospital. Tôi là người vận chuyển các thiết bị y tế, người đứng đầu cái khâu này ở trong bệnh viện này. Tôi làm gì? Tôi vận hành cái nơi đó. Những người vận chuyển viên thì làm nhiều hơn cái công việc là chỉ đẩy những cái xe đẩy đồ ăn
xung quanh bệnh viện. Chúng tôi cũng chuyên chở bệnh nhân bằng xe lăn hoặc là cáng từ kho này, từ những cái kho đến cái khu vực chụp X-quang và vật lý trị liệu, sau đó quay trở lại. Chúng tôi cũng chuyển những cái xác chết đến nghĩa trang. Cái này chúng ta đọc là mortuary, nhà xác. Sorry, nhà xác. Chúng tôi nhấc và mang vác những cái thiết bị nặng cũng như là đồ nội thất, và chúng tôi loại bỏ tất cả những rác thải. Mỗi giường trong bệnh viện thì sẽ tạo ra khoảng 4,5 kg rác mỗi ngày. Chúng tôi đã thu nhặt nó mỗi ngày và đem nó đi khỏi để tái chế. Chúng tôi chuyên chở, chúng tôi phân phát thư từ khắp bệnh viện và mang những cái lá thư cho bệnh nhân. Đó là một công việc rất là quan trọng. Khi mà chúng tôi đi quanh cái khu vực này thì chúng tôi mang theo những hồ sơ, những cái mẫu và những cái mẫu vật từ đây cho đến đó và rồi quay trở lại. Vào năm ngoái thì tôi đã đi bộ được tới 1.800 km cả thảy. Để làm tất cả những điều này thì một người vận chuyển phải rất là khỏe mạnh, phải có thể suy nghĩ rất là thấu đáo, tinh thông trong một cái trường hợp mà khẩn cấp, và phải lịch sự cũng như thân thiện. Lần kế tiếp mà bạn đợi một cái người vận chuyển trả lời cuộc điện thoại của bạn, hãy kiên nhẫn, anh ta sẽ đến với bạn ngay khi mà anh ta có thể. Vậy thì mình sẽ phải quyết định cái câu số 1. Porters only push food trolleys around. Có phải là những ngày người này chỉ chuyên đẩy những cái xe đẩy đồ ăn đi quanh hay không? Thì chắc chắn là không rồi. Trong bài này thì mình thấy rất là nhiều công việc. They move patients around the hospital. Họ chuyển bệnh nhân xung quanh bệnh viện. Porters take dead patients from the wards. Họ mang những cái xác người từ những cái kho, đúng. Mỗi cái kho này tạo ra 4,5 kg rác thải một ngày. Không phải 4,5 kg mà là bao nhiêu nhỉ? Cái này là mỗi giường bệnh á, chứ không phải mỗi kho các bạn nhé. The porters destroy all the waste. Cái này họ sẽ phân hủy tất cả những cái rác thải, thì đây không phải việc của họ, họ chỉ chuyển rác đi thôi. Porters give the patients their mail. Họ cho bệnh nhân thư từ của họ, không phải mà họ chuyển thư cho bệnh nhân. Nhầm. Give the patients their mail. There, ở đây không phải là thư của porters mà thư của bệnh nhân. Cô nhầm một tí, là những cái người này sẽ chuyển cho bệnh nhân cái thư của bệnh nhân. Ok. Rồi, chúng ta hãy nhớ xem những động từ được sử dụng ở trong cái đoạn văn về William O'Neill và hoàn thành những cái câu sau. Transport, vận chuyển. Lift, nâng nhấc. Carry, mang vác. Dispose of, loại bỏ. Collect it, thu thập. Take it away, mang nó đi. Produces, sản xuất ra, tạo ra. Deliver, phân phát. Bring, mang. Rồi, bây giờ sẽ đến phần listening to. Unit 2. Listening to. The porter's office. Sure, right away. Hello, Wahid. Are you there? Yes. Where are you? I'm at the top of the stairs outside physiotherapy. Okay. Can you go across the hospital to the stores and collect a box of disposable syringes and take them to the path lab? And also a wheelchair. Box of syringes and a wheelchair. Okay. Porter's office? Yes, Dr. Syed. I'll do that. Hello, Brian? I'm here. Dr. Syed from cardiology wants a porter. They've got a lot of empty bottles. Can you take them to the bins? Where are they? Outside cardiology, near the swing doors on the main corridor.
and then take a stretcher to Ward 4, collect a patient and take him to radiology. Hello, Porter's office. Rồi, mình đã nghe xong cái bài đó và bây giờ mình sẽ phải cần điền vào. Ở đây chúng ta có từ disposable syringes, có nghĩa là những cái xi lanh mà dùng một lần và nó có thể bỏ đi được. A wheelchair, một cái xe lăn. Take empty bottles to the waste bin. Tức là mình sẽ đem những cái chai rỗng bỏ vào trong cái thùng rác. The outside, chúng ở bên ngoài cardiology's khoa tim mạch. Near the swing doors on the main corridor, ngoài cái cửa chính. What for needs a stretcher to take patient to radiology. Ở đây có một chút nhầm lẫn là cái chỗ disposable này nó sẽ không có chữ A ở đây các bạn nhé. Các bạn sửa lại giùm cô. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ được xem phần listening script. Trong lúc xem thì mình sẽ được nghe một lần nữa để mình đối chiếu. Unit 2. Listening 2. The Porter's Office. Từ nào mà mình không hiểu thì mình sure. có thể tra. Right cứu. Away. Hello, Wahid. Are you there? Yes. Where are you? I'm at the top of the stairs outside physiotherapy. Okay. Can you go across the hospital to the stores and collect a box of disposable syringes and take them to the path lab? And also a wheelchair. Box of syringes and a wheelchair. Okay. Porter's office? Yes, Dr. Syed. I'll do that. Hello, Brian. I'm here. Dr. Syed from cardiology wants a porter. They've got a lot of empty bottles. Can you take them to the bins? Where are they? Outside cardiology, near the swing doors on the main corridor. And then take a stretcher to Ward 4, collect a patient and take him to radiology. Hello, Porter's office. Ok. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo, đó là phần reading. Mình sẽ phải đọc cái bài, một cái mẫu báo ở bên trang số 15. Tôi sẽ đi cùng với các bạn trong cái bài đọc này. Những cái xe lăn hiện đại thì là một cái bước tiến rất là lớn so với cái xe, những cái xe lăn đời đầu. Và những cái xe lăn đời đầu này thì chỉ đơn thuần là những cái xe cookie, giống như những cái xe mà chúng ta dùng ở trong vườn vậy. Giáo sư Stephen Hawking có một cái chiếc xe lăn, và đó là một cái điển hình của một cái thiết bị, một cái văn phòng và cũng là một cái người hầu, tất cả ở trong một. Chiếc xe lăn thực sự đầu tiên là của vua Philip của Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16. Đó là nó có cái những cái công nghệ mà tân tiến nhất thời bấy giờ. Những cái mình hiểu rest là cái chỗ, cái phần mà người ta để cái tay này này, removable, là nó có thể tháo rời được, và những cái phần mà để chân cũng tháo rời được và được làm từ gỗ. Những chiếc xe lăn hiện đại thì được làm từ những cái kim loại rất là nhẹ và chắc, giống như kim loại người ta sử dụng làm máy bay. Và những cái động cơ điện
cũng đồng nghĩa là những người sử dụng sẽ không cần phải sử dụng những cánh tay hoặc là cần phải có người nào đó để mà nâng nhấc họ lên. Những thiết kế về xa lăng thì nó đã có một cái mang đến một cái bước nhảy vọt so với những cái phát minh cùng với sự phát minh ra một cái chương trình máy tính mà nó phản hồi những mệnh lệnh bằng lời. Đối với những người sử dụng mà không thể nói được thì công nghệ máy tính cũng khiến cho họ có thể điều khiển một cái máy bằng những thao tác rất là nhỏ qua việc sử dụng đầu của họ, tay, lưỡi và thậm chí là hơi thở. Một vài điều mà những người lành lặn sẽ làm mà không cần suy nghĩ lại có thể là một vấn đề cực kỳ lớn với những người tàn tật. Chẳng hạn như việc leo cầu thang, đi vào một tòa nhà, rời khỏi một tòa nhà, sử dụng toilet, một cái xe lăn có thể giúp đỡ hoặc là có thể khiến cho tình hình trầm trọng hơn. Vì thế mà trước khi chọn một chiếc xe lăn thì có rất là nhiều câu hỏi mà bạn cần phải đặt ra là liệu chiếc xe lăn đó nó có tự đẩy đi được không hay là mình phải dùng tay đẩy nó. Điều nào là quan trọng hơn, cái tính cơ động hay là tính ổn định? Cái này là tính cơ động mà chúng ta sẽ đọc là maneuverability. Làm sao mà bạn ngồi vào, làm sao bạn đi ra khỏi? The iBoard, cái tên của chiếc xe lăn này thì đã khẳng định là sẽ giải quyết được rất là nhiều những vấn đề của những chiếc xe lăn mà chuẩn. Nó là một chiếc xe lăn đa năng và cực kỳ tân tiến mà có thể đi lên phía trên cầu thang rồi nâng cái người sử dụng lên trên để mà với lấy những cái giá sách cao và có thể cân bằng hai cái bánh xe. It's great fun to use. Nó rất là sử dụng rất là vui, nhưng mà hãy coi chừng cái mức giá nhé, bởi vì cái iPod này có thể tốn ngang với mức mua một chiếc xe mà siêu xe mà hạng sang ấy. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh dấu vào những thứ mà đã được đề cập. Thứ nhất là computer programs, problems getting around buildings, what wheelchairs are made of, histories of wheelchair, lịch sử của xe nè, xe làm bằng nguyên liệu gì nè, những vấn đề của việc là đi quanh cái tòa nhà, đi vào, đi ra, những cái chương trình máy tính nè. Hãy đọc cái bài này một lần nữa và trả lời các câu hỏi là cái vật liệu mà chiếc xe lăn đầu tiên được làm là từ cái gì? Từ gỗ. Rồi. Câu hỏi thứ hai là xe lăn hiện đại làm từ gì? Những cái kim loại, giống như kim loại làm máy bay. Sự khác biệt của động cơ điện đó là chúng ta không cần sử dụng cánh tay hoặc là nhờ ai đó đẩy. Ngoại trừ tay của mình thì bạn có thể sử dụng cái gì để điều khiển một chiếc xe lăn? Giọng nói, đầu, bàn tay, lưỡi và hơi thở. Ba thứ mà iPod có thể làm mà một chiếc xe bình thường không thể làm được, đó là đi lên cầu thang, đưa người sử dụng lên trên cao và cân bằng hai bánh xe. Tìm những từ trong đoạn mà có cùng nghĩa như sau. Cái nơi mà bạn đặt cái tay thì gọi là armrest. Thứ tự. Bình thường cái này dịch là thứ tự, nhưng mà có thể là mệnh lệnh thì nó sẽ bằng với commands. Không tàn tật thì sẽ bằng với lành lặn. Moved by the user's own power, được di chuyển nhờ vào cái sức của người sử dụng. Self-propelled nghĩa là tự đẩy đi. Maneuverability, tính cơ động. Đa năng, on purpose, làm được hết mọi thứ. Rồi, bài ngày hôm nay thì chúng ta xem qua lại một số những từ khó, chẳng hạn như corridor là hành lang, floor là tầng, lift là thang máy,
Mortuary là nhận xác, reception là khu vực lễ tân, ward là khoa trong bệnh viện. Disorder là rối loạn, nervous system, hệ thần kinh, sample là những cái mẫu để mình xét nghiệm chẳng hạn. Specimen là mẫu vật, stretcher, cán, waste là chất thải. Các động từ chẳng hạn như dispense, chẳng hạn như dispense, medicines có nghĩa là phân phối, phân phát, cấp thuốc. Dispose of là loại bỏ. Disabled là tàn tật, thì nó sẽ ngược với từ able-bodied. Vậy là chúng ta đã hoàn tất Unit 2. Chúc các em ôn bài thật tốt. Hẹn gặp các em ở bài học tiếp theo.